Pedipo. Tô Văn Vũ. Khai không vào. Thêm một cú sút nữa. Hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội đã chơi lan xả. Trọng tài sẽ cho BKMX Bình Dương hưởng một quả đá phạt trực tiếp. Bế tắc trong những phương án tấn công. BKMX Bình Dương sẽ phải chờ đợi vào những cơ hội như thế này. Chúng ta sẽ cùng chờ xem quả đá phạt này của Bình Dương có thể mang lại cho họ những gì. Yusuf Toure và Tống Anh Tỷ là những cầu thủ đang đứng trước bóng. RSB Đà Nẵng đã dẫn Hoàng Gia Lai 3-1. Tỷ số trên sân Cẩm Phả vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Cơ hội sẽ được trao cho Yusuf Toure. Không giữ đúng cự ly và phản đã khiến cho Văn Quyết phải nhận thẻ phạt. Bóng vừa chạm vào cột dọc khung thành của Bùi Tấn Trường. Quả đá phạt gần như là hoàn hảo của Yusuf Toure, nhưng nó chỉ mang lại sự tiếc nuối cho các cổ động viên Bình Dương mà thôi. Phút thứ 86, tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía đội khách. Văn Quyết. Một cầu thủ của Hà Nội đang bị đau. Tuấn Anh đang bị đau và một trung vệ của Hà Nội thì đang bị chuột rút. Đã có va chạm xảy ra. Có lẽ là các cầu thủ dự bị của câu lạc bộ Hà Nội đã đóng mắt với cái cách mà các nhân viên y tế của Bình Dương xử lý trong pha bóng vừa rồi. Một trận đấu nóng trên sân, nóng ở những diễn biến bên ngoài đường biên. Các cầu thủ ở trên sân cũng không giữ được sự bình tĩnh nữa. Tất nhiên là các cầu thủ Bình Dương muốn trận đấu được quay trở lại nhanh nhất. Khi có hai cầu thủ của Hà Nội nằm sân và đội ngũ y tế nhanh chóng được triển khai, thì hãy cùng trở lại những diễn biến ở góc quay chậm để xem điều gì đã xảy ra. Tuấn Anh, sự thay đổi người của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm trong hiệp 2, đang bước đi với những bước chân tập tễnh. Một ngày vất vả đối với trọng tài chính Nguyễn Minh Thuận và các trợ lý của ông. Một lần nữa ông phải trao đổi với trọng tài thứ tư ông Đỗ Thành Đệ.
Thành Trung cũng đang gặp vấn đề. Trên khán đài thì các cổ động viên Bình Dương cho rằng trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội đang tìm cách câu giờ. Thành Trung đã chủ động tự mình lùi ra khỏi sân. Đặng Văn Tới được đưa vào sân cùng với Đức Huy. Đế Linh, nỗ lực của BKMX Bình Dương ở những phút cuối. Quả tạt được thiện bởi Tô Văn Vũ. Yusuf Touré, quá người Yusuf Touré sẽ có phạt góc. 9 phút đã bù giờ dành cho hiệp đấu thứ hai của trận đấu giữa BKMX Bình Dương gặp Hà Nội. 9 phút đã bù giờ, quãng thời gian đã bù giờ dài thứ hai ở giải đấu năm nay. Họ vẫn còn có thời gian. Tô Văn Vũ đánh đâu, cú chạm đầu là của Tiến Linh. Vàng mà trọng tài Minh Thuận dành cho trợ lý Tiến Dũng. Đó là điều mà có lẽ là ông cần phải làm với những phản ứng từ cabin huấn luyện của cả hai đội cho những diễn biến của trận đấu ngày hôm nay. Nhưng Bình Dương ghi bàn, họ sẽ có điểm. Chắc chắn là như vậy. Không thể có được cú sút của Tống Anh Tỷ. Quang Hải, Văn Quyết, 4-3. Quang Hải, đây là phút đá bù giờ thứ 8. Một ngày thi đấu mà Quang Hải muốn chứng tỏ nhiều. Anh thực sự là có phong độ không quá ấn tượng. Rimario, Văn Quyết, không vào. Và đây là Quang Hải. Quang Hải và thủ môn Trần Đức Cường vượt qua thủ môn, bóng lại đi vào xà ngang. Chưa có bàn thắng thứ hai dành cho đội khách. Và đây là phút đá bù giờ cuối cùng. Cầu thủ cái bên đều đã thấm mệt. Quang Hải vượt qua thủ môn Trần Đức Cường nhưng không thể đưa được trái bóng vào khung thành của BKMX Bình Dương. Lỗi của Đỗ Hồng Dũng. Những giây cuối cùng. Và đây là cơ hội cuối cùng của BKMX Bình Dương. Đây là phút đá bù giờ thứ 9. Cú chạm bóng là của Tô Văn Vũ. Không có một tiếng còi nào cất lên. Văn Quyết, 3-2. Liệu đây có phải là bàn thắng quyết định hay không? Văn Quyết, Rimario, sút bóng. Và đó là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Mọi thứ đã chấm dứt với BKMX Bình Dương. Và đó cũng là thời điểm để cho trọng tài Minh Thuận nổi còi kết thúc trận đấu này. Rimario, cú đúp đã giúp cho Hà Nội có 3 điểm trọn vẹn. Họ sẽ có được 10 điểm bằng điểm với BKMX Bình Dương. Một trận đấu có tới 9 phút đá bù giờ dành cho hiệp đấu thứ hai. Hà Nội đã chơi tốt.
BKMX Bình Dương cũng đã vùng lên ở những phút cuối trận, nhưng như thế là không đủ. Họ đã bị đánh gục hoàn toàn bởi tình huống phản công ở những giây cuối cùng của trận đấu này. Di Mario hoàn tất cú đúp và giúp cho Hà Nội có chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa bàn thắng của Di Mario. Như vậy là hai đội sẽ cùng có được 10 điểm sau khi kết thúc vòng đấu thứ 6. BKMX Bình Dương vẫn xếp trên do hơn về chỉ số phụ. Nhưng đây là một trận thắng cực kỳ quan trọng với đương kim vô địch Hà Nội để họ có thể quay trở lại với cuộc đua ở mùa giải năm nay. Quý vị và các bạn thân mến, buổi tường thuật trận đấu giữa hai câu lạc bộ BKMX Bình Dương gặp Hà Nội của chúng tôi xin được phép khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.